6 thay đổi cho thấy có thể bạn đã bước vào giai đoạn đầu của ung thư đại trực tràng lúc nào mà chúng ta không biết. Chúng ta biết rằng ung thư đại trực tràng là một cái khối u ác tính có nguồn gốc từ những cái tế bào biểu mô của niêm mạc đại trực tràng, hay còn gọi là ruột già. Đây là một căn bệnh nguy hiểm có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe này và thậm chí là tính mạng của người bệnh. Bởi vì không chỉ có tỷ lệ mắc này và tử vong cao, bệnh còn ảnh hưởng rất là lớn tới chất lượng cuộc sống và gì tâm lý này, cũng đặc biệt là gây hàng loạt những cái biến chứng về sức khỏe, ví dụ như là tắc ruột này, đúng không ạ? Và kèm theo đó những nguy cơ di căn cũng như tái phát rất là cao. Và chúng ta cần chú ý những cái dấu hiệu để không bỏ lỡ những cái dấu hiệu sớm nhất của ung thư đại trực tràng. Đầu tiên đó chính là rối loạn tiêu hóa dai dẳng. Một trong những cái triệu chứng phổ biến nhất của ung thư đó chính là thay đổi thói quen mà chúng ta đi đại tiện, chẳng hạn như là đi táo bón này, bị tiêu chảy này, hoặc những xen kẽ những cái đợt táo bón lại kèm theo tiêu chảy. Triệu chứng thứ hai cũng rất thường gặp và thường bác sĩ thấy là giai đoạn sớm, đó chính là chán ăn, đầy bụng, khó tiêu, cảm giác chán ăn mà khi mà chúng ta ăn uống nó không ngon miệng. Đây là cái tình trạng mà thường thấy ở những bệnh nhân ung thư đại tràng. Và khi đại tiện thì người bệnh sẽ bị đau quặn, đau mót, phân thì ra nhầy mủ máu và phân nát hơn hoặc phân dẹt, do thì cái khối u nó kích thước nó chèn ép một phần, đi xong vẫn phải muốn dặn tiếp. Đấy cái đặc điểm bác sĩ thấy rất là nhiều người. Và tiếp theo đó là cái dấu hiệu đi đại tiện có máu trong phân. Khi mà phân đi qua khối u, chúng ta sẽ cọ vào những kích thước làm gây chảy máu và đại tiện kèm theo máu đỏ, có thể là máu đỏ tươi này, máu phủ lên phân, đứng như những cái triệu chứng phổ biến của ung thư đại trực tràng. Nhưng mà thường đa số tiểu đại tiện ra máu đó là cái chuyện triệu chứng của bệnh trĩ nhé. Máu có thể lẫn trong phân hoặc gì. Mình nhận thấy khi mà chúng ta đi đại tiện, triệu chứng này rất dễ nhầm lẫn với những cái bệnh trĩ mà chúng ta cần lưu ý. Tiếp theo đó chính là quá trình giảm cân mà không rõ nguyên nhân. Nếu mà không có cái lý do gì rõ ràng như là chúng ta kiêng ăn này, chúng ta tăng cường tập thể dục này, chúng ta không có nhu cầu giảm cân nhưng lại cân lại cứ giảm dần, thì khi đó đây là một cái triệu chứng của ung thư đại trực tràng. Triệu chứng tiếp theo đó là người chúng ta cảm thấy mệt mỏi và thấy lo lắng, căng thẳng hay bị chóng mặt. Mệt mỏi cũng là triệu chứng của ung thư đại trực tràng liên quan đến thiếu máu, do cái khối u nó sẽ bị chảy máu trong phân, kèm theo đó những u sẽ tiết ra những cái chất làm cho cơ thể chúng ta cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi, đồng thời người bắt đầu suy nhược một cách nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân. Chúng ta lưu ý đây là những cái triệu chứng trên nó không nhất thiết là triệu chứng của ung thư đại trực tràng, nhưng mà bác sĩ thấy rằng rất nhiều trường hợp khi mà khám, đặc biệt là giai đoạn sớm, đã phát hiện những cái dấu hiệu này. Và khi các bạn có những cái dấu hiệu này mà chúng ta không tìm được nguyên nhân, ví dụ như là chúng ta mệt mỏi mà không phải do tâm lý này, không phải do cái chuyện stress công việc mà mệt mỏi kéo dài, thì chúng ta cần phải nên đi khám và tìm ra nguyên nhân điều trị sớm nhé. Chúc cả nhà luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.